cổ xây dựng cách đây gần 1.000 năm rồi. Gần 1.000 năm. Đó, do nhà sư Minh Không xây dựng, và ông cũng chính là quốc sư dưới triều Lý và triều Lý Thần Tông. Ông đã từng chữa căn bệnh, đó chính là căn bệnh hổ cho vua Lý Thần Tông. Đó, vua Lý Thần Tông thì mắc một căn bệnh, đó chính là lúc nào ở trên người cũng có rất là nhiều lông mọc ra, đêm thì gầm rú như hổ vậy. Trong triều đình không có ai chữa được bệnh cho ông, thế chỉ nguyên có nhà sư Minh Không mới chữa được bệnh cho ông thôi. Và khi mà chữa bệnh cho vua xong thì ông được làm quốc sư dưới triều Lý. Và ông đã cho xây dựng rất là nhiều ngôi chùa. Tại Ninh Bình có ngôi chùa Bái Đính, và nó nằm ở trong một cái hang đá. Cái ngôi chùa tiếp theo đó chính là ngôi chùa Keo. Ngôi chùa Keo chúng ta có hai ngôi chùa Keo, nhưng mà một ngôi chùa Keo nó hơi đặc biệt một chút. Xíu nữa chúng ta đi qua Thái Bình thì chúng ta sẽ nói đến ngôi chùa Keo sau. Còn bây giờ chúng ta đang đứng ở, chúng ta hôm nay chỉ tham quan tại cái khu vực chùa mới thôi. Chùa mới của chúng ta bắt đầu được khởi công xây dựng từ năm 2003. Và dự kiến năm 2017 chúng ta đã, đúng như dự kiến là chúng ta đã hoàn thành. Và cái ngôi chùa này của chúng ta thì rất là nhiều hạng mục đặc biệt. Ví dụ như cái cây gỗ này cũng đặc biệt này. Toàn bộ cái hành lang dọc đây đều là gỗ, và đều là gỗ lim, gỗ tứ thiết gia đình nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ thăm cái khu vực cao nhất, đó chính là điện Tam Thế. Cái khu vực điện Tam Thế đây thì thờ ba vị Phật, thì chúng ta sẽ tiến vào cái điện Tam Thế này nha. Đó, rồi. Con Ngọc ơi, mất tiền rồi. Mất tiền rồi. Đi đâu? Bóp đâu? Bóp đây. À, gia đình có thể nhìn thấy cái ô tượng Phật nhỏ kia có khoảng 10.000 bức tượng Phật như vậy. Tất cả những cái tiền cái chùa mới này, New Pagoda này thì nó từ năm 2003 bắt đầu được xây dựng. Còn đến năm 2017 nó hoàn thành. Dạ. Cái cột này giờ đâu có nữa. Ơi, cái cột này gỗ. Dòng kiếm cái cột. Gỗ này vẫn bình thường, gỗ này vẫn non. Có những cây gỗ già nó phải như này này. Đâu rồi? Đây đây, nó như bên này này. Nó dạng rồi, nó bóng. Đó. Toàn bộ những cái ô tượng kia của chúng ta đều được những cái tiền cung kiến và quyên góp đủ 10 triệu sẽ làm một ô tượng. Ôi, sao mà nứt hết rồi? Gỗ non, gỗ non. Thì chắc còn còn chắc đây gỗ nào quá. Rồi ok, chúng ta sẽ đi chuyển tiếp. Rồi gia đình ơi, mình chỉ nhắc gia đình một chút. Rồi, gia đình tập trung vào đây. Chúng ta sẽ rất mất thời gian nếu mà chúng ta không muốn chụp ảnh, mà sẽ có nhiều người thợ ảnh người ta muốn chụp hình cho chúng ta. Thế nên chính vì vậy là gia đình lưu ý, có thợ ảnh mà muốn chúng ta chụp ảnh thì chúng ta chụp, chúng ta chụp, còn không muốn chụp thì thôi nhé, đỡ mất thời gian. Rồi xin mời. Hai đứa này chồng nhây. Có. Và gia đình thân mến, chúng ta đang đứng ở cái khu vực cao nhất của điện Tam của ngôi chùa Bái Đính, và cái điện này là điện cao nhất, đó chính là điện Tam Thế. Cái điện Tam Thế này thì ở trong có ba bức tượng Phật thì hình thù giống nhau thôi, nhưng đều là hóa thân của Phật Thích Ca, nhưng là cái gì ạ, hóa thân ở mỗi thời điểm. Ví dụ như ở trong quá khứ thì là ông Phật A Di Đà, đúng không ạ? Ví dụ ở cái thời gian hiện tại là ông Thích Ca, và cái thời gian cuối cùng đó chính là có gì ạ, tương lai đó là ông Di Lặc. Tương truyền thì ông ấy còn xuống nhân gian một lần nữa, mang theo cái bụng rất là lớn, ông nuốt đau khổ vào bụng, mang theo tay nải niềm vui để mang lại cái niềm vui xuống nhân gian một lần nữa. Đó thì ba cái vị Phật đó thì trông rất giống nhau, nhưng đều là hóa thân của Phật tổ thôi. A Di Đà quá khứ, hiện tại Thích Ca, và gì ạ,
tương lai là ông Di Lặc. Nhưng ở bên Trung Quốc người ta không quan niệm cái ông tương lai là ông Di Lặc, mà người ta quan niệm cái ông tương lai là ông Dược Sư chuyên đi chữa bệnh. Và chúng ta có thể vào đấy, chúng ta có thể phân biệt được đâu là ông quá khứ, ông hiện tại và ông tương lai. Thế nên chính vì vậy là người ta cúng dường cho người đã khuất, người ta luôn Nam Mô A Di Đà Phật cho người dưới suối vàng nhanh được đầu thai. Còn đâu nếu mà cúng cho hiện tại sức khỏe bình an, Nam Mô Thích Ca Bổn Sư Thích Ca, đúng không ạ? Và tương lai thì thôi, chúng ta cứ cầu dần dần. Mấy trái dưới này mới to nè. Mấy trái dưới này mới to. Trái đầu tiên ăn được không cho? Không được. Để là sắc là 5 đủ thôi. Gia đình mình đang đứng ở số 10 mấy mình biết không? Số 10. Số 8. Mình đang ở số 8. Wow, còn tới 10 mấy luôn á. Không, mình đang đi xuống, mình tới số 4 này, à, số 6 này hết rồi. Vâng. Số 8 mình đang đi từ số 15 đến số 8 rồi. Bây giờ là mình đi xuống nữa. Mỗi một cái vòng này là 1 cây rưỡi. Mình mà leo lên rồi là leo xuống là 3 cây. Đó. Số 8 mình... xong mình đi tới số 7. Số 8 xong đi tới số 7. Số 7 xong số 6. Số 6 xong không? Số 4 xong số 1. Ủa, số 1. Ủa, nãy mình đâu có đi số 19 hả? 19 đâu ạ? Đó. Úi trời ơi, leo lên đấy 1 cây rưỡi nữa cả, đi cả về là 3 cây. Mà leo, nói chung là leo bộ không toàn bộ cái khu vực này thì nó rơi vào khoảng 6 cây rưỡi. Ở trước giờ có ai đi chứ? Có em đi. Rồi hả? Anh dẫn đoàn đi hay sao? Không, em cứ lang thang lòng vòng đấy. Có cả dẫn đoàn nhưng mà dẫn đoàn thì chạy hai vòng xung quanh đây là bình thường. Bởi vì ngày trước là nó không có cái đường đẹp như này đâu ạ. Và những cái khoảng năm 2008 đến 2010 á là nó cái đường nó đất không còn xấu. Trước là phải đi bộ từ tút ở ngoài cái bãi đỗ xe kia, cái T á, T màu xanh á. Xong đi bộ vọt lên cái chỗ bảo tháp này. Xong đi vòng xuống lên như này, xong rồi vòng ra. Đó. Đó, cái đường đi bộ á. Ừ. 26 là đỉnh núi. À, đỉnh núi. Trời, các con cực kỳ núi. Ủa, hồi nãy cái mình đi xuống nhiều bậc thang đó là số mấy vậy chứ? Nhiều bậc thang là từ 17 xuống 10 ạ. 13 số 10. Và chỉ có từ 13 đi số 10 thôi đó hả? Vâng. Bây giờ là mình đang ở số 8. Vâng. Ok, let's go. Rồi chúng ta sẽ đi vào trong trước nha. Chúng ta vào trong trước để chúng ta... Để chút 13 chứ. Hàng xong đi là... Chúng ta...
Bà Quan Âm rất nhìn tay. Người ta còn gọi là Phật Bà Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn. Nhìn từ trên xuống dưới thì chúng ta sẽ thấy một cái bức tượng rất là ý nghĩa. Đây cũng chính là bức tượng của nữ duy nhất cần thờ trong một ngôi chùa. À, Phật của chúng ta nhìn cái bức tượng này đủ 1.000 mắt, 1.000 tay, 1.000 mắt để nhìn ra các hướng, 1.000 tay để đưa ra cứu vớt chúng sinh. Nhìn ra các hướng để làm gì? Nhìn thấu nước khổ chúng sinh, và 1.000 tay đưa ra để cứu vớt chúng sinh. Ở dưới có một cái con Phật đang đỡ bệ sen, thì theo gia đình đây là con gì? Ai cũng nghĩ là con rồng, đây là con quỷ, để tượng trưng cho cái việc cái ác đến với đạo Phật đều phải quy y trước con quỷ. Con quỷ thì tượng trưng như thế nào, đúng không ạ? Rồi ở xung quanh con quỷ chúng ta thấy cái khay ở dưới này, lòng cái khay thì người ta tạc những cái hình ảnh con cua, con ốc, con hến. Đây là những cái con vật sống ở vũng bùn dơ. Thế nên chính vì vậy là trên trần nếu mà làm những cái điều ác thì sẽ kiếp sau sẽ hóa thành những cái con vật như vậy. Rồi tiếp nữa xuống, tiếp nữa thì có bốn cái ông nằm đỡ cái bệ này. Đây không phải bốn vị sư, bốn cái ông này là kiếp trước là hay đẩy đọa người khác, hay làm việc ác. Đó thì kiếp sau sẽ phải làm cái người là ở tận đây cuối cùng của xã hội, là phải mang cái công việc gánh nhất là cực nhọc. Và cái còn cái câu chuyện mà để nói đến Phật Bà Quan Âm, để khi mà Phật Bà Quan Âm tại sao lại tu trong trường như thế này, thì xin thưa gia đình thân mến, thì công chúa Diệu Thiện bên Trung Hoa, thì công chúa là một người rất là muốn đi tu nhưng vua cha không cho, mà ép lấy gì ạ, lấy chồng, tức là kén phòng. Nhưng mà bà quyết tâm đi tu và bà tạ tu lại một ngôi chùa. Khi mà bà tu vậy thì vua cha đã cho tất cả những cái vị sư sai bà làm gì ạ, công việc nặng nhọc nhất của bà, không muốn đi tu nữa. Nhưng mà bà vẫn hoàn thành tốt tất cả những cái công việc đó. Vua cha thấy vậy rất tức giận và đã cho giết hết tất cả những vị sư trong chùa và cho đốt ngôi chùa. Nhưng ngay lập tức thì lại có một cái con hổ trắng đến cho bà cưỡi lên và đưa bà vào cái động đó, và bà tu ở đó cho đến ngày bà nhận được một cái tin dữ là bà gì ạ, vua cha mang bệnh. Và khi mà bà trở về thăm thì bà nhận được một cái tin nữa là phải móc chính đôi mắt của mình mới chữa được bệnh của vua cha. Và bà đã móc chính đôi mắt của mình và chữa bệnh cho vua cha. Khi vua cha dần dần hồi phục sức khỏe thì bà lại với đôi mắt mù bà lên núi và tu tiếp, và cái hang động đó bà tu tiếp. Và Phật Thích Ca của chúng ta thấy vậy và thấy cái lòng hướng Phật là cái thứ nhất, thấy cái gì ạ, cái tâm của bà, hay là cái gì ạ, cái đức độ của bà, nên đã phong cho bà là Phật Bà Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Và chúng ta thấy là cứu khổ cứu nạn thì đơn giản chỉ có Phật Bà. Chúng ta thấy cây nhân sâm ở trong phim Tây Du Ký thì chỉ có Phật Bà cứu được. Lửa của Hồng Hà Nhi thì ai dập được, Phật Bà cứu được. Thế nên chính vì vậy là người ở trong chùa cứu khổ cứu nạn này là Phật Bà Quan Thế Âm. Và trước mỗi một cái bức tượng của Phật Bà Quan Thế Âm như này, đây là hóa thân của bà thôi, nên trước mỗi bức tượng như này đều phải có một bức tượng là Phật Bà Quan Âm chủ tịch. Chúng ta có thể thấy ở trong cái lồng ô kính kia là Phật Bà đang đứng ở đó bằng gốm. Đó. Rồi chúng ta sẽ có khoảng 5 phút ở đây để chúng ta chiêm bái, rồi chúng ta đi tiếp. Ở hai bên có hai bức tượng bằng gỗ nguyên khối là Đại Thế Chí Bồ Tát và Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta hành hương sau đó chúng ta sẽ đi tiếp nhau.